Vâng, và tiếp theo em Chiến đưa đến cho các bác một mẫu loa, đó là dòng loa Sequin Vega. Cặp loa này về rất là đẹp, nó hướng tới các bác nào mình đang có nhu cầu tìm một cặp loa ở quánh ở phần lớn, có nghĩa là 30 mét vuông trở lên, hoặc là 25 mét vuông là đều ok. Đối với 25 mét vuông thì cặp này các bác chơi không cần phải mua súp nữa, tại vì nó mang cấu hình là rất là lớn, bass 30, một mic, một chép. Đây là dòng loa Sequin Vega đến từ Mỹ, mã là LS 12, có nghĩa là 12 tượng trưng cho là 12 inch, có nghĩa là loa nó sẽ mang cấu hình là bass 30. Thì giá cặp này là 15 triệu 500 ngàn đã bao gồm phí ship. Và bác nào chuyển không đủ thì em bớt 200 là còn 15 triệu 3, em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Loa là em tuyển loa đẹp hề hết cho tất cả các bác, từ góc cạnh cho đến tiếng loa và phía sau cũng như thùng quách. E canh là đẹp tuyệt vời, e canh zin. Đấy. Đây, mời các bác cùng xem e canh. Nó là thùng đen vân gỗ nha. Đấy, logo zin rất là đẹp. Đấy. Rồi. Tháo e canh các bác sẽ thấy được cái cấu hình nó khá là lớn. Với tầm tiền này thì cặp loa này đạt tiêu chí nha các bác. Tại vì vừa cặp loa này các bác vừa nghe nhạc hay, vừa có thể hát karaoke nữa, rất là sướng. Hát karaoke thì tầm tiền này thì quá tuyệt vời rồi. Sở một cái bass 30, một mic 16 cm và một chép dom. Với cấu hình này các bác thoải mái và hai lỗ thông hơi phía sau thì chúng ta sẽ cảm nhận được tiếng bass cực kỳ uy lực. Mà những cái phòng 30 mét vuông hay là 25 mét vuông thì các bác không cần phải mua shop nữa. Các karaoke thì tuyệt vời. Các bác đánh với những dòng âm ly nghe nhạc như những dòng mà 707, Denon 890D hay là 1090G vân vân, những dòng âm ly receiver có công suất khoảng 300W trở lên thì khai thác cặp loa này, và cùng đó các bác có thể ghép vang vào và có thể nghe nga karaoke gia đình ở khi cuối tuần giải trí. Đây, các mời các bác cùng xem tiếng loa. Mã nó là Sequin Vega LS 12. Rất là đẹp nha. Một chép, một mic. À, các bác thấy loa mic nó sử dụng mic giấy nha các bác, mic giấy. Hay là bass 30, gân đỏ, logo cái loa đặc trưng của dòng Sequin Vega Mỹ. Và cặp loa này có chiều cao cũng khá là tương đối, đó là 84 cm, cao 84. Còn ngang là nó bass 30 nên ngang nó dao động cũng 37 nha các bác. 37, 37 38 gì đó, còn sâu là 35. Sâu 35. Đấy, cao 84 để các bác tiện cân đối. Tại vì cặp này cấu hình khá lớn nên là nó cao. Đấy. Loa rất đẹp nha các bác, thùng quách là đẹp keng từ góc cạnh đây nha. Bén như dao lam hết. Loa cũng nặng. Giá thì em bao ship và cân đối cho các bác là 15 triệu 500 ngàn. Đây là tiếng loa. Tất cả loa chất bãi về chưa qua tay người dùng Việt Nam. Từ các tiếng loa rất là đẹp. Rồi, quay tới phía sau. Loa nó là thùng đen nha các bác. Thùng đen vân gỗ nha. Vuông thành sát cạnh nha các bác. Đây là cạnh phía tay trái. Và cặp này còn nguyên cả chân nha các bác, còn nguyên cả chân phía dưới luôn nha. Vâng, và đây là phía sau của cặp loa. Các bác thấy vuông thành sát cạnh đấy nha. Hai lỗ thông hơi phía sau rất là lớn để trải nghiệm tiếng bass chắc mạnh mẽ hơn. Đây, có thấy hai lỗ thông hơi cực kỳ khủng nha. Đấy, tem cờ còn nguyên hết nha các bác. Đây. Model Sequin Vega LS 12. Loa sử dụng là jack mỏ chim hoặc là jack bắp chuối nha. Phía sau nó sẽ cái rack. Loa nó sẽ có một cái cầu chì bảo vệ nha các bác. Đây. Martin USA, đây là những cặp loa nồi của Mỹ vì nổi tiếng của đơn hãng Sequin Vega. Rất là đẹp nha. Rồi, bác nào chốt cặp loa này thì alo cho em qua hai số điện thoại này: 0978 338 14 hay là 0965 77027. Em giao hàng toàn quốc nha. Rồi, các bác nào mà chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Sequin Vega LS 12 đẹp xuất sắc luôn nha các bác.